đã làm một cái video là con rùa và khúc cây khúc gỗ mà đang trôi giữa biển đó thì mọi người tìm lại cái video đó để mọi người xem qua cái video này mi muốn nói với chúng ta về cái quy quy tắc ứng xử trong cuộc sống hàng ngày đó là chúng ta đừng chấp nguyên tắc có nghĩa là chúng ta không có chấp cái giới cấm thủ đó mình đọ gọi ở trong luật của phật đó là không chấp giới cấm thủ có những điều chúng ta không nên chấp khi mà chúng ta cởi mở chúng ta mở lòng và chúng ta linh hoạt hơn chúng ta linh hoạt đủ trí tuệ để chúng ta biết là lúc nào chúng ta cần phải tuân thủ nguyên tắc và lúc nào chúng ta phải nới lỏng cái nguyên tắc đó ra để được nhiều người lợi ích hơn thì chúng ta cần phải có trí tuệ đó là ở đâu ra lạy phật sám hối, ngồi thiền, trải lòng từ bi, thương yêu chúng sanh. Và như mi nói đó là chúng ta phải thấy cái gì mà nó chướng mắt. Chúng ta phải chỉnh sửa lại làm sao cho nó hợp lý.